truyền hàng trăm năm trước, ở vùng đất Hải Ninh, ngư dân bắt gặp xác cả voi chết trôi dạt vào gần bờ. Ngư dân đã làm lễ mai táng, xây dựng lăng để thờ cúng và hàng năm tổ chức lễ hội cùng cả voi. Theo thời gian, tục lệ này mai một dần và lăng thờ cả voi cũng không còn nguyên vẹn. Đến năm 2017, xã Hải Ninh đã đầu tư để xây dựng mới đền cầu ngư trên nền sở tích cũ. Ủy ban xã cũng đã chỉ đạo nâng tầm cái lễ hội của cấp xã và được nhân dân cũng đã đồng tình hưởng ứng. Và trên cái cơ sở tinh thần thì các cái phần lễ và phần hội thì được đã đổi mới, đặc biệt là cái phần múa bông chèo cạn thì đã nâng tầm nhằm để thu hút người dân. Lễ hội cầu ngư ngày nay là dịp để người dân Hải Ninh ôn lại lịch sử truyền thống quê hương và là hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân miền biển Hải Ninh. Nhân dân và cán bộ thôn của thôn rất là phấn khởi và vui mừng, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Hy vọng rằng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, thôn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban xã, Ủy ban huyện và giao thôn cửa thôn tiếp tục đảm nhận tổ chức lễ cầu ngư tháng 6. Cả hoạt động truyền thống diễn ra tại lễ hội như lễ nghinh thần, lễ cúng tế thần linh trên biển, lễ tế chảnh cầu ngư. Riêng phần hội diễn ra khá sôi nổi về cả hoạt động đền trọng khai hội, múa bông chèo cạn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là hội bơi trải trên biển, thu hút đông đảo bà con ngư dân đến xem cổ vũ. Nhân dân của xã Hải Ninh cũng khôi phục lại, mà đặc biệt là thôn cửa thôn cũng khôi phục lại là coi như làm lễ cầu ngư. Mục đích để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nhân dân vùng biển là coi như là được mùa, là coi như để đưa kinh tế của nhân dân là coi như là càng ngày càng tiến lên. Nét mới của lễ hội cầu ngư trong những năm gần đây là cả sát hàng ẩm thực giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, những món ăn hải sản miền biển của địa phương. Việc khôi phục và duy trì lễ hội cầu ngư tại xã biển Hải Ninh có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ lưu giữ cho người dân địa phương một lễ hội truyền thống mà còn góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực đặc sắc của ngư dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.